K-pop, nơi sản sinh ra những ngôi sao tài năng, thần tượng của hàng triệu triệu người hâm mộ trên toàn cầu. K-drama, thánh địa của những câu chuyện cổ tích, lọ lem và hoàng tử, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Seoul, thành phố hiện đại bậc nhất thế giới. Một thành phố không ngủ, nơi mà ai cũng có thể tự do theo đuổi giấc mơ của mình. Thế nhưng mà người ta lại chẳng mấy khi nói về thứ này. The people in Vietnam were in shock to hear about the recent assault to a fellow Vietnamese woman in Park Hang-seo's home country, South Korea. A video showing a Vietnamese woman assaulted by her Korean husband went viral when the two nations seemed to be improving their diplomatic ties. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đứng đầu ở châu Á về công nghệ, với mạng Internet nhanh nhất và dễ truy cập nhất thế giới. Nó cũng là nơi sinh ra của Samsung, một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. 91% dân số tại Hàn Quốc đều có cho mình một chiếc smartphone. Thế nhưng đi kèm với những tiến bộ này là một thực tế bẩn thỉu. Tội phạm liên quan đến những bộ phận nhạy cảm, những hành động nhạy cảm của con người đang gia tăng các hoạt động online. Thậm chí, một tổ chức còn gán cho Hàn Quốc một nickname là kinh đô của tội phạm online của thế giới. Nó đã trở thành bệnh dịch ở một trong những quốc gia có kết nối Internet tốt nhất trên thế giới, với những gã đàn ông trẻ, có học thức, hiểu biết về công nghệ lại là thủ phạm lắp camera theo dõi trong nhà vệ sinh công cộng, phòng thay đồ nữ, cửa hàng, tàu điện ngầm để mà quay lén phụ nữ và phát tán trên Internet. Vào năm 2008, chưa đến 4% các vụ truy tố tội phạm có liên quan đến quay lén. Vào năm 2017, con số này tăng vọt lên 20%. Vào năm 2018 thì gần 2.300 vụ được ghi nhận ở Hàn Quốc. Năm 2021, con số đó đã tăng lên hơn 4,5 lần, lên đến trên 10.300 vụ. Và trong năm 2019, có hai sự kiện chấn động liên quan đến loại tội phạm này. Đầu tiên, dĩ nhiên là vụ bê bối Burning Sun vừa mới được BBC hé lộ những tình tiết gây sốc, vạch mặt những ác quỷ đội lốt ngôi sao vạn người mê. Cầm đầu là Seung Ri, cựu thành viên của nhóm nhạc quốc dân Big Bang. 본인이 얘기를 한마디 하거나 하면은 한국뿐만 아니라 뭐 중국, 뭐 미국에 있는 뭐 사람들이 본인을 다 도와줄 수 있을 정도로. Vì niềm tin đó, Seung Ri đã thành lập nên đế chế Burning Sun, dung túng cho hàng loạt những tội ác như là mậm dài, hấp diêm, quay lén. 바닥으로 내려와서 무릎 꿇고 빌었어요. 집에 보내달라고. 그 엄마가 너무 보고 싶다고 집에 보내달라고 계속 가겠다고 하니까 사진을 찍으면 보내주겠대요. 웃으라고 하는데 웃음이 안 나오고 얼굴을 가리고 싶잖아요. 얼굴을 그냥 꽃가리게 하니까 그냥 부의를 했고. Khi tội ác bị phơi bày, Seung Ri chỉ phải chịu mức án là 1,5 năm bóc lịch mà thôi. Sau khi ra tù, Seung Ri vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn ăn chơi trụy lạc, bắt cá hai tay và lợi dụng tên tuổi của Big Bang. Thậm chí Seung Ri còn định mở hộp đêm mới ở Hồng Kông, Trung Quốc và Campuchia. Ác quỷ số 2 là Jung Jun Jong, kẻ cầm đầu phòng chat chuyên phát tán các video quay lén cảnh chúng thực hiện hành vi cầm thú. Jung Jun Jong이 당시에 대구에서 팬 사인회가 있는 날이 있었는데 그 전날에 근처 호텔에서 한 여성을 준 강간한 사건이에요. 중 chỉ bị phán 5 năm ngồi nhà đá. Tháng 3 vừa qua, hắn được phóng thích và nhăm nhe trở lại làng giải trí với tư cách là producer. Nếu tức giận thì bạn hãy bình tĩnh, vì chúng ta còn phải quay lại năm 2019.
Thế nhưng là vài tháng sau khi vụ bê bối Burning Sun bị khủi. Cho Jubin, một sinh viên 24 tuổi đã cầm đầu đường dây tội ác nhắm vào phụ nữ. Đối tượng của chúng là những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn kiếm tiền bằng cách là chia sẻ những bức ảnh mát mẻ ẩn danh. Thủ phạm đã hack vào tài khoản mạng xã hội của họ hoặc là tiếp cận những phụ nữ này và đưa tiền cho họ. Thế nhưng lại yêu cầu thông tin cá nhân của họ để họ có thể chuyển tiền. Sau khi biết được thông tin này, chúng đã tống tiền ngược lại nạn nhân bằng cách đe dọa sẽ xì hình ảnh nhạy cảm của họ cho bạn bè và gia đình. Ở Hàn Quốc thì việc đăng những thứ mát mẻ lên mạng là bất hợp pháp. Những người phụ nữ này sợ bị bắt hoặc là bị gia đình, bạn bè quay lưng. Vì thế mà họ đã ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của thủ phạm và gửi thêm nhiều hình ảnh nhạy cảm hơn. Vấn đề là tên này đã bán lại các nội dung cho các thành viên của các phòng chat có tới 260.000 người và không ít người đã trả số tiền lên tới vài chục triệu đồng để mà sở hữu các video này. Thế nhưng trong cùng năm đó, một cuộc khảo sát của chính phủ lại chỉ ra rằng phần lớn dân chúng lại đổ lỗi cho phụ nữ về những tội ác. 52% số người cho rằng đó là lỗi của các cô gái ăn mặc hở hàng. 37% thì lại cho rằng phụ nữ say xỉn chính là góp phần biến mình thành mục tiêu. Thế nhưng nếu người phụ nữ không làm bất kỳ điều gì trong những việc trên, họ có đảm bảo được tôn trọng hay không? Chuyện cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc là một xu hướng ngày càng phổ biến trong những năm qua. Nhiều phụ nữ cứ tưởng sẽ đổi đời, trở nên giàu có sau khi lấy chồng ngoại. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, màu hồng như là trên phim. Thực tế, đàn ông ở Hàn Quốc tìm đến dịch vụ môi giới lấy vợ quốc tế đa phần là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, công việc không ổn định hoặc là đã quá tuổi lấy vợ rồi. Việc kết hôn không có sự tìm hiểu, không xuất phát từ tình yêu, lại có nhiều khác biệt về văn hóa, phong tục, dễ dẫn đến mâu thuẫn, tan vỡ nếu cả hai không có sự cố gắng nỗ lực. Có những cô gái đã vỡ mộng vì sang làm dâu, lấy phải người chồng vũ phù, đã qua nhiều đời vợ. Thậm chí có trường hợp người chồng khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, có vấn đề về thần kinh, người vợ được lấy về chỉ cốt yếu để có người hầu hạ, chăm sóc mà thôi. Lối sống của người Hàn Quốc cũng rất rạch ròi. Họ cũng rất tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Nhiều phụ nữ Việt sang làm dâu thường xuyên xin tiền, đòi hỏi chồng phải chu cấp cho vợ. Thế nhưng điều này trong văn hóa của Hàn Quốc lại không có, nên là họ rất thiếu thiện cảm và không vui với điều này. Vào năm 2019, đoạn clip cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc tác động vật lý đã gây ra sự rung động trong dư luận truyền thông hai nước. Khi đó, nhiều người tự hỏi vì sao các cô dâu Việt Nam không phản kháng. Có rất nhiều lý do. Dễ thấy nhất là họ thân cô thế cô, không sõi tiếng, không quen thuộc đường đi lối lại ở địa phương, hay thậm chí là không thể nhớ được bệnh viện nào mình đã đến điều trị để lấy kết quả. Các đồn cảnh sát địa phương thường thiếu phiên dịch viên để phục vụ việc lấy lời khai, những thứ rất quan trọng khi ra tòa xét xử. Phụ nữ vừa muốn ly hôn, vừa muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc để đi làm nuôi con cũng không phải là chuyện dễ dàng. Họ có khả năng bị trục xuất nếu không chứng minh được nguyên nhân ly hôn do lỗi của người chồng hoặc là theo lời khuyên của một số nhà môi giới rằng họ sẽ không thể được gặp con nếu như ly dị. Vào năm 2023, số cặp đôi giữa người Hàn Quốc và vợ hoặc chồng ngoại quốc đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc đã tăng 18%, lên đến 20.000 cặp đôi. Hãy lưu ý rằng phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các cô dâu ngoại, lên tới là 33,5%. Xu hướng này diễn ra trong thời điểm mà ngày càng có nhiều người phụ nữ Hàn Quốc thẳng thừng nói không với chuyện hẹn hò, kết hôn và sinh con với nam giới. Đó là sự phản kháng của họ với xã hội Hàn Quốc. Đất nước này dù có hiện đại đến đâu, thế nhưng địa vị của người phụ nữ thì vẫn dậm chân tại chỗ trong thế kỷ 21. Nhiều người bị đối xử như là công dân hạng hai, hứng chịu sự coi thường và phân biệt đối xử phi lý. Hàn Quốc vốn là nơi bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng nho giáo, vốn coi nam giới có vai trò quan trọng hơn phụ nữ trong xã hội, vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc trong hàng thế kỷ. Một hệ thống tôn ti trật tự đã tồn tại dựa trên tuổi tác và giới tính, trong đó thì nam giới nắm giữ các vị trí quyền lực. Nếu là trong một mối quan hệ, người phụ nữ được yêu cầu phải ngoan ngoãn nghe lời, phải có tính cách phù hợp với tư tưởng và nhu cầu của người đàn ông. Như thế thì mới là người phụ nữ hấp dẫn. Quan điểm lệch lạc trong xã hội được phản ánh cả ở mức độ cao nhất. Vào năm 2022, chính trị gia bảo thủ là John Suk-yeol đã lách qua khe cửa hẹp để đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Bạn có biết là người đàn ông này đã tranh cử như thế nào không? Bằng cách là phủ nhận tình trạng bất bình đẳng giới ở Hàn Quốc và hứa hẹn sẽ dẹp bỏ bộ gia đình và bình đẳng giới. Kế hoạch khai thác tranh cãi giới tính của ông đã thành công mỹ mãn, giành được sự ủng hộ của các cử tri nam trẻ tuổi phản đối phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc. Những người tin rằng không phải là nữ giới mà chính nam giới mới đang bị lép vế. Khảo sát cho thấy là có đến 60% cử tri nam trong độ tuổi 20 đã bỏ phiếu cho tân tổng thống.
Trong khi đó, chỉ có 34% cử tri nữ trong cùng độ tuổi 20 bỏ phiếu cho ông John mà thôi. Đồng thời, có khoảng 52% người dân Hàn Quốc ủng hộ việc cải cách hoặc là bãi bỏ bộ bình đẳng giới và gia đình. Và tân tổng thống đã dẹp bỏ nó thật. Chắc chắn rồi, không phải tất cả nam giới Hàn Quốc đều là kẻ thù của phụ nữ. Rất nhiều người là những người cha, người chồng, người đồng hành tình cảm, biết chăm lo cho nửa kia của mình. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Ngay cả ở Việt Nam cũng có không ít tấm gương vừa ra trưởng vừa chẳng lo được cho em bị cộng đồng mạng chê cười và lên án. Thế nhưng so với mặt bằng chung, không đất nước nào, ngoại trừ Ấn Độ, có thể tôi sẽ làm một video khác về đất nước này, lại có những vấn đề nghiêm trọng về bất bình đẳng giới như ở Hàn Quốc. Về kinh tế, công nghệ, đất nước này có lẽ đã đi trước phần còn lại của thế giới rất xa. Thế nhưng về tư tưởng, xã hội này vẫn mắc kẹt đâu đó trong thời phong kiến. Khi mà nam giới bị mặc định phải là trụ cột gia đình, là cây đa cây đề cho phụ nữ dựa dẫm, vô hình chung tạo ra sức ép vô cùng lớn cho nam giới. Thế nhưng khi phụ nữ ngày càng có vai trò lớn hơn trong nền kinh tế và xã hội, ngày càng độc lập tự cường hơn, thì rất nhiều người đàn ông lại vẫn muốn nữ giới phải phụ thuộc vào mình như xưa. Từ đó mà sinh ra ác cảm với phong trào nữ quyền. Điều đó, mỉa mai thay, lại khiến cả hai giới đều phải chịu áp lực và nảy sinh ra những tội ác dựa trên giới tính. Liệu Hàn Quốc có thể giải quyết được nghịch lý này hay không? Khi mà tỷ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này đang dần chạm đáy, để lại một xã hội siêu già cỗi. Câu hỏi thật khó có thể trả lời.